Nếu các bạn cũng như anh em nào mà có nhu cầu mua robot thì hãy truy cập ngay robotviet.com để có thể thanh toán nhanh bằng thẻ điện thoại, an toàn, uy tín, giá rẻ và chất lượng nha các bạn. Thanh toán dễ dàng, nhận ngay robot. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều. Hi, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game One Piece Millennium Mayhem. Và hiện tại trên người mình đang có một trái quỷ mà mình hỏi bạn HV Gamer 2019 đó các bạn. Thì bạn ấy kêu là trái quỷ Yushi của Fujitora. Thì mình cũng không biết là Yushi của Fujitora chỗ nào nữa. Nhìn rõ ràng đây là trái chớp các bạn. Nhưng mà có một cái điều nó khác thường á, là cái trái chớp này á, cái cuốn được đem xuống dưới các bạn. Vậy là trái quỷ bình thường có cái cuốn ở trên là trái chớp chớp Nomi, mà đem cái cuốn từ trên chuyển xuống dưới á là trái Yushi. Đọc thiệt chứ, sao mà cảm thấy có một sự lừa đảo không hề nhạy ở đây nha. Nhưng mà không sao các bạn à, trái gì thì mình cũng sẽ review cho các bạn xem thử hem, coi thử coi là bao nhiêu các bạn cũng như là bao nhiêu anh em bị lừa lọc như mình. Mà chắc là thiệt rồi các bạn ơi. Tại vì bình thường á là trái Bara là có cái cuốn ở trên, mà bây giờ là nó chuyển gần về giữa rồi đây nè các bạn thấy nè đó. Cái cuốn được đưa xuống là trái Yushi. Đọc hem. Và hiện tại á, hệ thống admin update thêm cho các bạn nè. Thì các bạn có thể dục trái quỷ ra nè ha. Cũng như là các bạn bấm vào đây để ăn. Chứ không có bạn nào mà cầm ăn lộn trái quỷ nữa ha. Có khi mấy bạn nhấn á, cái xong con nhân vật của bạn quém luôn. Là coi như là mình mất đi trái quỷ đỉnh cao. Chẳng hạn các bạn đang ăn trái Magui, đang hầm hố làm lố đi. Đó, đang đấm cú nào cú nấy chắc thịt ngọt xương. Tự nhiên cái lụm được cái trái kim cương chẳng hạn đi bạn, bấm lộn ăn. Là coi như là mất hem. Admin làm hệ thống đó mình thấy là cũng rất là tốt các bạn à. Em quay ra được Mera cộng Magu nè. Một ngày bạn đó nói bạn đó farm cả 100M các bạn. Đúng kinh dị luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà có năng lực trái quỷ mà ok dễ farm thì chắc chắn là chuyện đó sẽ được hem. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái trái này vào và hưởng dụng thử như thế nào hem. Coi là sức mạnh của nó bá cháy một chiếc lửa như thế nào. Đây rồi, đây rồi. Các bạn sẽ được chứng kiến cái năng lực trái quỷ chớp chớp Nomi. Để mình coi phải Yushi không. Trời đất, trái quỷ Yushi. Mình không thể nào mình tin nổi luôn đó các bạn. Tại sao lại có một cái cảnh tượng như thế này trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng là hình dạng trái chớp chớp Nomi lại ra trái Gravity. Vãi đàn. Không thể nào tin nổi. Các bạn có tin không? Chứ mình là mình thấy mình tin không được rồi đó. Nhưng mà sự thật đó là vậy. Sự thật vẫn là sự thật thôi các bạn à. Mở lên cho các bạn xem nè. Trái Yushi rõ ràng. Vậy là lúc trước một trái hình dáng nó giống trái quỷ Yami là trái bơm. Vậy là cái trái Bara kia là trái Yushi. Biết ăn được rồi các bạn. Tức quá. Mà kệ không sao. Coi như là mình cũng đã trải qua cái giai đoạn cực khổ đối diện với trái bơm mày em. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu lên test thử trái quỷ Yushi này cho các bạn cũng như là anh em xem thử ha. Thì gửi lời cảm ơn bạn HV Gamer 2019 đã tài trợ cho mình trái quỷ này. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Để xem coi là có mạnh như là trái Magu nha các bạn. Magu thì mình thấy là nó mạnh rồi đó. Nhưng mà một điểm chơi trách á, thì rất nhiều các bạn cũng đã comment trên channel rồi, là đam thì không có gì bàn cãi. Nhưng mà về cái sự di chuyển á, thì trái Magu nó không linh động như là Pika hay là trái Gravity ha. Mình thấy mấy bạn comment là như vậy. Mình không biết là trái Gravity linh động như thế nào, thì mình sẽ thử cho bạn xem. Rồi đầu tiên là chiêu Z nha các bạn. Là làm gì đây? Gì à? Trời ơi, kéo nguyên cục thiên thạch mà mình thấy sao băng giá dữ vậy. À quên các bạn, ở đây là đảo băng mà. Ấy, thiên thạch đâu? Rớt liền. Mà con khỉ này nó vẫn đứng như trà trầu trầu rồi. Từ nãy giờ Magu là đam đốt là cái con Yeti nửa Luffy, nửa lông như đây là coi như toan rồi đó. Rồi, tiếp theo nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ sử dụng đến cái chiêu X ha. Coi làm gì? Wow, chiêu X là có thể giúp cái con nhân vật của mình bay lượn các bạn. Nó không tốn gì luôn. Thì trong lúc bay lượn mình sử dụng chiêu Z được không? À, không được các bạn ơi, mình phải dục cục đá đi ha. Thì mình mới sử dụng được cái chiêu Z. Rồi tiếp theo là chiêu C. Làm gì đây? Làm gì ạ? Ui, wow, cái đó mới giữ đó các bạn. Bình thường á thì mình chỉ sử dụng trọng lực để mình hút những khối băng đây ha nó. Sau đó là mình chọi đầu con Yeti. Rồi chiêu X là mình bay lên ha. Nhưng mà riêng cái chiêu C này đó
từ từ, nó chưa cooldown các bạn, nó hơi lâu một tí em. Đây. Đó. Cái đó mới chính thức là mình triệu hồi một đạo thiên thạch xuống đó các bạn. Mà chiêu cuối cùng liên hoàn thiên thạch phải không? Thường thường là vậy. Đúng rồi các bạn, liên hoàn thiên thạch. Đó, rớt thiên thạch xuống liên tục nha bạn. Nếu mà ai không né được thì bể đầu thôi. Con này đứng yên là chắc chắn là lỗ đầu rồi đó. Đâu để mình thử cái chiêu C này coi có đâm đốt không bạn. Chứ không có đâu ha. Cho em coi máu cái nơi. Ui, em coi máu thì mà làm gì anh khó quá à. Làm khó ban tổ chức thế. Máu anh nhiều, không thấy luôn rồi. Trời ơi, con khỉ này nó tu luyện được cái bí kíp gì, nó có thể di chuyển được trên không trung nè các bạn. Trời ơi, ở ngoài mà các bạn gặp một cái người nào đó mà dạng mà bay lơ lửng khoảng một gang thôi các bạn là nhíu liền. Là người đó là chắc chắn không phải là ngừ rồi các bạn. Là ma này chứ còn gì nữa. Mà cái con này là nó bay quá một gang tay nữa bạn ơi, này là hai gang tay, ba gang tay rồi. Con này là riết là thành quỷ luôn rồi. Chứ hai mắt đỏ chét là không quỷ là gì các bạn. Rồi, triệu hồi xuống. Bởi đầu. Mình thấy nó yếu hơn trái quỷ Magu các bạn ơi. Magu thì farm chắc chắn là nhất rồi. Nhưng mà về di chuyển á thì chắc chắn là Yuxi ăn chắc rồi. Để mình có thể di chuyển thẳng lên đảo trên trời luôn. Mình khỏi cần mà phải bấm vào nhân vật kia để mình tốn 12.500 Billy. Giờ không biết là có tăng giá hay không, không biết là nhớ giá đúng hay không. Mình nhớ là tầm 12.000 mấy á. Thì ông ta mới đưa mình lên đảo trên trời em. Quên, mình sẽ sử dụng thiên thạch giáng thế. Đây, lậm hột rồi. Lậm, trật lắc luôn, trúng toàn cây thông không. Thôi, cái chiêu này mình không đánh giá cao các bạn ơi. Nó dễ bị trớt lắm. Các bạn chỉ cần học cái cách mà đứng yên, thủ thế như con ve tì này thì đảm bảo cái chiêu V của trái Yuxi đó rất là khó trúng anh em em. Các bạn thấy mà mấy bạn đó triệu hồi chỗ nào á thì bạn cứ lợi đúng ngay ở chỗ của bạn đó triệu hồi á. Cách đó khoảng tí, bạn khoảng cách ra một xíu là coi như là không dính chiêu nào hết à. Cái chiêu này nó quýnh toàn là khu vực ở phía bên ngoài không à. Khu vực trung tâm nó không bảo vệ cho mình. Nó để tự mình bảo vệ khu vực trung tâm các bạn ơi. Mà chiêu này nó hồi khá là lâu nha. Tầm 30 giây đấy các bạn. Đến 1 phút luôn nè. Bấm hoài chưa ra chiêu. Các bạn chờ xíu. Mình sẽ triệu hồi lại một đạo thiên thạch nữa ha. Lâu quá. Đó. Đó các bạn thấy không. Trung tâm của người triệu hồi đó nó không bảo vệ đâu. Nó toàn là nó xây phía bên ngoài không à đó. Cái con khỉ này nó từ nãy giờ có dính sát thương đâu các bạn. Nên là các bạn mà muốn farm tầm xa đó thì bạn chỉ có thể farm được hai chiêu thôi. Một là chiêu Z nè. Đó. Rồi hai là chiêu C nè. Chỉ có hai chiêu đó là các bạn chỉ định vào cái khu vực mà các bạn muốn farm em. Còn chiêu V là như mình bó tay rồi. Chỉ định được thì bạn chỉ định được. Nhưng mà nó có cái tỷ lệ hụt. Chứ nó không có hoàn toàn mà trúng 100% như là chiêu Z và chiêu X ha. Ủa nhầm chứ, chiêu Z và chiêu C, chiêu X là chiêu bay các bạn ơi. Nhầm. Đây nè, nó các bạn đứng từ xa nè. Đó. Các bạn cứ Z dày vô đầu cái con Yeti là coi như là con Yeti là nằm đóng ngay. Đó, mình cứ như thế này. Cái Yeti nó chịu nổi. Nhưng mà có điều thì nó hơi lâu hơn Magu thì bạn đấm chỉ có một thức à. Là chờ đâm đốt tiêu đốt để bạn xong nhiệm vụ rồi. Còn riêng cái trái quỷ Yuxi nè thì bạn cứ Z rồi C, ZC. Mà chiêu Z thì nó tầm có 7 giây là hồi vậy bạn, có chiêu C á nó hồi khá là lâu ha. Đó các bạn cứ như thế này thì Yeti nào chịu đầu cho nổi. Để mình chờ con Yeti xuất hiện mình thử cho các bạn coi nè. Trời ơi, trái quỷ nằm một ụ với các bạn thấy ghê gớm không? Nó nằm một đống nó chứ. Rồi đây. Nè, mình Z nè ha. Rồi mình C nè. Rồi tiếp mình V nè. Thiên thạch triệu hồi đâu ạ? Ngay mình các bạn. Mang ý nghĩa bảo vệ mình á. Chứ chỉ cần các bạn vào giữa trung tâm của người triệu hồi thôi là rất là khó trúng. Trúng tầm một viên là cùng rồi các bạn. Không trúng hết đâu ha. Đó, cứ như thế này.
cứ mình bô vô đầu con khỉ. Như thế đó, mình cứ giật đầu con khỉ là con khỉ chỉ nước toàn nhíu liền chứ chịu gì nổi. Nhưng mà hơi lâu, các bạn thấy lâu không? Quá lâu ha. Cái này á, thì nếu mà các bạn muốn di chuyển á, thì có thể là bắt đắc dĩ các bạn lấy cái trái này ha. Chứ mình nghĩ là Pika sẽ di chuyển nhanh hơn. Đó, xong vụ rồi. Rồi bây giờ mình thử lên đảo trên trời cái nha bạn. Trời ơi, nữa nè bạn. Đi đâu cũng nhìn thấy trái quỷ ở đây nè. Đúng, đúng là dân giàu có khác mà trời có gì nữa hả? Lỡ móc ra khoe mình các bạn. Ủa cái trái gì giống trái su ghê quá hả? Cái su ghê kìa các bạn. Không, không, không. Cái game này nó lừa đảo lắm các bạn ơi. Các bạn đừng có nhìn mặt mà bắt thành dông các bạn. Mình đã từng nhìn mặt và mình bắt thành dông một trái ác quỷ. Đó chính là trái... trái bơm bơm. Và mình lãnh hậu quả là gì các bạn? Là nó là trái bơm chứ không phải là trái yami em. Nhìn mặt mình bắt thành dông á. Nguy hiểm lắm. Game này á, thì các bạn không cần phải để ý hình thù của nó. Các bạn ăn vào năng lực là quan trọng em. Rồi bây giờ mình sẽ thử lên đảo trên trời để tiễn Ino một khúc đường ha. Rồi đi thôi. Tuyệt vời. Đảo trên trời á, bình thường á là đi theo hải lưu, rồi phải chờ hải lưu xuất hiện. Còn này á hả, ông nội kia cấm chỗ ngay chỗ dòng hải lưu luôn rồi các bạn. Đưa tiền ổng mới cho qua. Còn không ấy hả, khỏi đi hem. Tự có năng lực trái quỷ bay bay. Nhưng mà cũng đâu có ai mà vừa vào game mà sở hữu năng lực trái quỷ bay các bạn. Farm cấm đầu cấm cổ lợn đảng lấy 12.000 mấy Bailey trong khi đứng yên có chỗ đó. Mà ở server thường các bạn biết bao nhiêu người muốn lên đảo trên trời farm. Thì cứ mỗi người vậy mình cho 12.000 thôi. Chừng chục người vậy là cũng được 120.000 Bailey rồi. Đưa chừng trăm người là có 1.000.000 mấy à. Đứng vậy làm ăn ngon, công nhận. Cái dịch vụ lên đảo trên trời nó ngon á chứ. Nhưng mà khi mà mình có trái quỷ này là từ nay mình sẽ không sử dụng cái dịch vụ đó nữa. Lên trên đây mình sẽ tiễn đưa Ino. Ý, bây giờ nhìn con nhân vật mình giờ mới để ý nha các bạn. Nó bay cái thế kỳ lắm nè. Y như là nói trắng ra đó là núp lùm để toilet. Còn mà xin lỗi mấy bạn trước luôn nè. Còn mà nói về á, cái nghĩa đen luôn á, là giống một cái tư thế mà ngồi ỉ giấc. Nói thẳng ra vậy luôn á, không thể nào tin nổi là có một cái thế nó lạ như vậy luôn á. Đáng lý ra là phải chân trước chân sau rồi đứng thẳng ngừ. Đó, rồi bắt đầu đưa hai tay ra phía sau đó các bạn. Nó giống cái thế chạy của Naruto mới đúng. Hoặc là mình đứng mình thủ ở trên cục đó thôi. Có cái thế gì đâu á, trời đất ơi. Con chùm hởm. Biết ỉa chứ còn gì nữa trời. Chua. Rồi bây giờ mình sẽ lại đây nhận cái... Ồ quên. Cái đủ cấp đầu nhận nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ này đến 408 lần. Để mình coi thử coi là bao nhiêu thức là Ino này nó chết ha. Đây các bạn chỉ cần như thế này. Rồi như thế này đó. Mình cứ đứng mình bam như thế. Cái chiêu C thì bạn còn trông mong được. Chứ chiêu V mấy bạn đừng có trông cậy vào nó. Chiêu V nó không có làm được gì hết à. Chiêu V yếu lắm. Các bạn thấy là nó liên hoàn thiên thạch. Nó thả đùng rằm vậy á. Chứ bắp lùi lắm mấy bạn ơi. Để mình xem coi là bạn ấy nói gì. Giữ là bạn ấy kêu mình giữ trái quỷ đó các bạn. Nhưng mà mình giữ, mình sợ lát chọc Ino nó tém mình ra bả đó chứ. Đầu V. Đó, mình cứ đập xuống như thế này em. Trái da mi lăn xuống biển rồi anh ơi. Ủa, trái da mi là trái nào ta? Ủa, trái da mi là trái nào các bạn? Nói chung là cái hình thù của cái game này mình không có phân biệt ra được, nó khó lắm. Rồi, mình quýnh răng trái quỷ kìa bạn. Nè. Đó, trái quỷ lăn quá trời luôn á. Nhưng mà lâu quá các bạn ơi, quá lâu luôn. Chiêu V coi. Đây, chiêu V triệu hồi nè. Mình chỉ gà quýnh con vịt các bạn. Mình chỉ con gà đằng đây mà quýnh nguyên bầy vịt đằng sau. Nghĩ sao chiêu thức đi giác quýnh cổ thụ. Trời đất ơi. Thôi.
mình nhận định á là cái chiêu V là một chiêu vô cùng ngu em. Nên là mấy bạn muốn đánh đối phương á, mấy bạn đừng có chỉ trúng mục tiêu. Mấy bạn cứ thả tùm lum từ lừa thì mặt mai á nó cũng trúng từ lừa tùm lum hết. Chứ mấy bạn mà chỉ vào mục tiêu là không được đó. Mấy bạn muốn đánh đi nôi phải không? Mấy bạn thả đâu ngoài rừng cây bên đây nè. Và mấy bạn thả đằng đâu cổ thụ nè, thì mặt mai Ino được lãnh cục hay cục. Đâu để mình thử cho các bạn xem ha. Đây. Đâu rồi? Triệu Hồi xuống cây coi. Gì thở? Mệt rồi hả? Triệu Hồi xuống cây đi rừng hỉ. Triệu Hồi xuống. Con vẫn giật mình lì thiệt chứ. Lì. Ừ. Thôi chết rồi. À. À. Hụt hết. Mình tưởng đâu trúng mà chứ. Là mình ả lia ả lịa. Cuối cùng trớt bắp. Bảy cục trật đủ bảy cục luôn. Quýnh Ino không đánh. Đánh đọt cây khô làm gì. Kiếm củi rảnh hả. Khổ quá các bạn ơi. Thôi được rồi. Ở video lần này á thì mình cũng đã cho các bạn thấy được năng lực của trái quỷ Yushi ha. Thì nếu mà các bạn nào mà không có trái quỷ chẳng hạn như Mira hay Magu á, thì các bạn farm trái Yushi này được. Và trái này á thì mình thấy là lợi thế về cái phần di chuyển đó các bạn. Còn về cái phần farm á thì nó hơi lâu một xíu. Thì các bạn chỉ có farm được có chiêu Z và chiêu C à. Còn chiêu V á thì bạn phải chỉ ra ngoài bìa rừng á, để cho nó thả thiên thạch xuống rồi mặt mai trúng được một viên thôi. Thà vậy thì các bạn cứ đứng đây các bạn bam Z hoặc bam C cho rồi. Quýnh chỉ chiêu V cho khổ. Vậy là video đến đây thì mình cũng đã cho các bạn thấy sức mạnh, sự lợi hại của trái quỷ Yushi trong tựa game One Piece Millennium rồi ha. Mấy bạn thấy sao thì để lại comment bên dưới. Cảm ơn mấy bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.